Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đi tìm những chú ốc sên. Thì giờ trời cũng đã tối rồi. Bây giờ mình sẽ tìm những con ốc sên nhỏ to. Xin thử có không? Thì cho các bạn nhỏ xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm đàn ở trong những cái đống rêu này nha các bạn. Những cái đống rêu này xin thử có hay không? Đặt ra coi thử có không. Ồ, đây. Đây có một con này nha các bạn. Đây. Đó, thấy con ốc sên đây. Wow. Ồ, con này không có con này chết mất tiêu rồi. Ừ, ốc sên này chết mất tiêu rồi. Rồi xong, bỏ vô đây luôn đi. Bỏ vô, tiếp tục đi kiếm nha các bạn. Kiếm. Thường hay là nó núp ở trong những cái đống dây lan như thế này nha. Những cái đống dây lan như thế này nè. Đó, đây là những con trùng nó ở này. Wow, đây. Có một con nữa các bạn. Wow. Ồ, con này còn không còn sống. Bự quá trời bự luôn các bạn ơi. Ồ, con này còn sống này. Nó còn chắc nhầy này. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Được hai con nha. Hai ốc sên rồi. Tiếp tục đi kiếm tiếp. Wow. À, đây. Oh. Mà thấy các bạn đây. Ồ, một ốc sên bự luôn. Ồ, quá trời bự luôn đi. Wow, con này bự. Cả nửa bàn tay luôn. Thiệt. Ồ, đây con sắm này bạn. Nó đang ra chất nhầy này. Đó. Quá trời đã luôn. Vào cho vô. Cẩm. Tiếp tục đi kiếm. Qua dạo bây giờ bên đây thử có con nào không. Đây. Đây, nhiều quá, ốc sên này nhiều dữ ta. Đây, con đây cũng còn sống luôn. Con này nhỏ, đều con này nhỏ hơn nha các bạn. Con này nhỏ hơn con kia. Con kia khá to, con này nhỏ quá. Thôi, bỏ vô. Quá trời đã luôn. Rồi, tiếp tục đi kiếm nha các bạn. Tìm nhiều quá. Rồi. Đây. Trời ơi, con này sao nèm ngứa vậy? Con này sao nèm ngứa đây, ốc sên vậy? Trời ơi. Không có vậy trơn, không có ruột vậy trơn. Chết mất tiêu rồi. Nó khá nhị luôn các bạn à. Khá nhị luôn. Nhị quá. Rồi, bỏ vô luôn. Tiếp tục đi kiếm. Ở đâu có nữa đây. Đây. Ôi, một con này nó ăn lá cây luôn các bạn. Con này ăn lá cây luôn rồi. Cho vô luôn, vô luôn. Đây nữa nè, đó, một con nữa nè. Wow, con này sắm luôn nè. Đó, con này nó ăn đất luôn nè các bạn. Rồi, nó ăn cục đá luôn nè. Đó, nó ăn cục đá luôn mà. Rồi, cho vô luôn. Vô luôn. Rồi, nhiều sên quá các bạn ơi. Nhiều sên quá, tiếp tục mình đi kiếm thôi. Kiếm thử ốc sên, có ốc sên nhiều quá. Đây có nhiều cái ốc sên này. Ồ, dưới đây có con sâu này bạn. Ồ, con sâu nái kìa. Nhiều quá, đây. Ồ, con sâu nái bự luôn, nghe. Đó, ở đây có con sâu nái, đây. Ồ, ghê quá. Kiếm mấy một con sâu nái rồi. Đây, trốn hả? Trốn đường nào được. Wow, con này bự. Con này bự luôn nha các bạn. Đó. Ồ, ốc sên này bự quá. Ồ, đây. Ồ, nó ra chất nhớt nè các bạn. Quá trời đã luôn rồi. Nhiều ốc sên quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Trời, bẻ con rồi. Tiếp tục đi kiếm không? Đây. Trốn này nữa. Còn quần này nhiều dữ ta. Wow, con này bự luôn. Ồ, ốc sên này to quá trời luôn. To quá trời to các bạn. Ồ, con này còn sống nha. Đây, vẫn còn chất nhầy này các bạn. Đó. Trời, nó bỏ đi đâu nhiều dữ vậy ta. Rồi, bỏ vô luôn. Đây, cỏ quá trời cỏ luôn. Mình chỉ coi không có con nào trong này nữa không. Có con nào trong này không. Tấp thứ. Rồi, tiếp tục đi kiếm nha các bạn. Đây. Ồ, một con rút ngang cặp chuối luôn.
Trốn trong này hả? Trốn trong này đi đâu được? Quá. Còn đây còn sống. Nó mới thổ bèn bém này các bạn. Đó, oxy thổ bèn bém nha. Quá, wow, quá trời đã luôn. Cho vô lò luôn, cho vô lò luôn. Tiếp tục đi kiếm oxy nha các bạn. Nhiều quá oxy, nhiều quá. Wow, đây. Đây con này con nào? Ồ, con này sao đất không vậy? Con này con không đất không vậy? Con đây như chết mất rồi, không có ruột có treo không? Có gì trong đây? Quá đã luôn, quá đã luôn. Quá đã rồi. Ồ, nhiều xin quá. Tiếp tục đi kiếm nha các bạn. Có xin nhiều nữa không nha. Rồi, còn mình đi kiếm ốc xin thôi. Xin thử nó có nấp ở đâu đây? Đâu đây không? Nha. Nè, trong đây cũng có. Coi đây có không? Ồ, đây. Trốn đường nào, trốn đường nào. Dính rồi. Không chạy thoát rồi. Quá, wow, con này bự. Bự nha các bạn. Đó. Đi, tiếp tục đi. Kiếm oxy thôi. Đâu, mình sẽ bó vào đây. Bó vào lại. Đó, mình nhuộc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời, nhiều quá, nhiều. Quá trời nhiều rồi. Đây. Trốn đâu đây? Đó. Ốc hạ sen. Ồ, con này tính bò đi đâu đây? Bò đi đâu đây? Quá trời đã luôn. Ốc quá trời ốc luôn bạn. Nhiều ốc quá. Bỏ trong này luôn. Ok, tiếp tục mình sẽ đi kiếm ốc luôn nha các bạn. Đi. Thôi, trời nhiều quá trời nhiều luôn. Nó nằm trên khu vực đây nhiều lắm nè các bạn. Mình trốn ở đâu được nữa mà trốn. Đây. Thêm một con nữa nha. Mình sẽ đi back nữa. Nhiều lên. Nhiều lên nha cho các bạn xem luôn. Mình sẽ bỏ lên kia cho nó chơi. Từ từ nó sẽ bò thôi. Quá trời đá luôn rồi. Tiếp tục đi kiếm ốc nha bạn. Kiếm những con bự nào thôi. Đó. Đi, tiếp tục kiếm ốc thôi. Đây. Đây, tính ăn lá hì của mình nè các bạn. Đây nè, là tính ăn lá hì đây. Ồ, con này sao đúng lúc tôi treo luôn. Ồ, quá là to luôn. Wow. Tuyệt vời. Ồ, con này ốc sên to các bạn à. Trời, ốc sên nhiều quá. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi kiếm nữa nha các bạn. Qua thì kiếm có ốc sên, có sâu luôn. Bữa kiếm ốc sên một con à. Đây. Vô khu vực đây nữa kìa. Đây, cho một con rút ngang ốc chuối nè các bạn. Đây nè, ốc sên nó thường hay ở ốc chuối đấy nha các bạn. Đây, tối nó mới bò ra, ban ngày ở ốc chuối nè. Ốc chuối nè. Rồi, ok, bỏ vô đây. Trời ơi, quá trời ốc sên luôn rồi. Quá trời ốc sên luôn rồi. Quá trời ốc sên luôn rồi bạn ơi. Tiếp tục đi kiếm mà bạn. Quá trời ốc sên luôn. Trời ơi, nhiều quá, đi kiếm chỗ nào nữa nè. Và ốc chuối bên kia thôi có không? Chú bên kia nhiều quá. Rồi, đưa qua bên đây đây coi. Nhiều quá thì nhiều luôn. Đây, xách đi. Rồi, này đếm nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Nhiều quá thì nhiều rồi. Đây, kiếm hai đây. Đây. Thôi, dính nữa rồi. Xong luôn. Ơi, mấy con này con cuối cùng nha các bạn. Cho vô luôn để mình tính thử bao nhiêu con. Rồi, cho vô. Qua đây tính thôi. Nhiều quá thì nhiều luôn. Còn tính nha. Con ốc nè, một con nè. Hai con nè. Ba con nè. Bốn con này nha. Năm con này nha. Sáu con này nha. Bảy con nè. Wow, con này bự nè. Tám con. Này nữa nè. Chín con. Nhiều xin quá bạn, nhiều xin quá. Mười con.
quá đáng. À, 11 con. Ồ, quá tuyệt quá luôn. À, 11 con quá ngon rồi, quá ngon rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quá đã các bạn. Ồ, đây con gì đây? Anh đây, đây đây đây. Đây này 12 con, có 12 con luôn. Ồ, đây con đâu phải ốc sên các bạn. Đây không phải ốc sên đâu. Ừ, bỏ vô đây. Ồ, 12 con nha các bạn. Trời, ốc nhiều quá, ốc nhiều quá. Quá tuyệt vời, trời ơi, nhiều ốc sên quá. Ồ, trúng ốc sên đâu. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Được clip khác mình xin quay kiếm gì ốc sên cho các bạn xem. À, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đây ốc sên đây. Đây thì cô con này, con này như đã chết rồi. Con này chết mất tiêu rồi. Mất cái ruột rồi. Đi đâu mất tiêu rồi. Rồi cũng bách bỏ cho nha. Rồi đi kiếm tiếp. Kiếm ốc sên nha. Ồ, đây con này, đây con. Đây, trốn đâu đây được. Đây, con này còn sống. Ừ, con này còn sống mà. Ồ, có hai con đánh máu kia nữa nè. Đây, để coi, có hai con đánh máu đây. Máu đó. Ồ. Ít. Ồ, con đánh máu. Rồi, giờ mình bắt con ốc sên này đó, bắt con ốc sên này đó. Đây, con đây. Con ốc sên bự nè. Đây một con. Ừ, tiếp tục đi bắt ốc sên nha các bạn. Ốc sên đi, con này nhỏ này, con này nhỏ bỏ vô đây luôn. Con này chết mất rồi. Ừ, lại con này sao chết mất tiêu vậy, sao nhiều con chết đi ra ra. Ồ, chết mất. Ừ, con rỉ máu kìa. Ừ, bắt rỉ máu luôn. Ba con ốc rồi, tiếp tục đi bắt. À, để bắt ốc tiếp. Đây, đây, đây. Đúng đây đi. Hay. Oh. Wow, con này chết luôn rồi, chết luôn rồi, còn gió không rồi. Bỏ vô đây luôn. Lúc xin bắt các bạn. Coi thử nó trốn đâu. Đây không có đâu. Chúng ta có không? Wow. Đây có một con ốc chút xíu đây. Đây. Có mất đâu. Đây. Wow, nó về chút xíu luôn. Bắt nó luôn, bắt nó luôn nha. Tiếp tục đi kiếm ốc các bạn. Thì đây ốc sên nhiều quá. Không biết con ốc đây ốc gì. Ừ. Qua đây. Ồ, 1, 2, 3, 4 con. Rồi, tiếp tục đi bắt ốc nha các bạn. Đi kiếm ốc thôi. Đây, qua đây con có ốc. Con gì đây? Đây con này đây. Các con bạn rồi đây con gì đây. À, các đi rắc đi. Ôi con rất to, các đường kép luôn, đường kép luôn. Wow, to quá, to quá. Đi đâu đây, 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 đi. Wow. Ôi, vậy? Wow. Wow. Cái bự quá, cái bự quá. Wow. Ăn ốc đi, ăn ốc đi. Cái to quá. Thôi cho đi. Rồi, giờ mình tiếp tục đi bắt ốc nha các bạn. Rồi tiếp tục đi bắt ốc sên nha các bạn. Đây, ốc sên đây. Wow 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 wow. Ốc sên. Ô.
Con này to các bạn. To quá, to quá, to quá. Wow, bự ghê rồi. Wow. Ơi, mình cho vô giỏ luôn, cho vô giỏ luôn nha các bạn. Đó. Thêm một con nữa. Rồi đi kiếm ốc sên nữa coi. Núp đâu trong này nè. Ồ, đây có con ốc này. Ốc này ốc gì đây? Wow, ốc sên mà chết mất không? Mất mất không? Có con ốc sên không? Không có ruột, không có ruột. Ừ, chết mất không? Bỏ vô giỏ luôn. Wow. Ô, nằm dưới đây không? Ủa, có gì đây? Đó. Ốc sên. Rồi. Đây, nhiêu đây là ốc sên đâu? Quá chừng ốc sên luôn các bạn. Ừ, quá chừng ốc sên luôn nha. Đây. Wow. Và tiếp tục đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đi kiếm ốc sên thôi. Wow, con này, con này, con này. Đây. Một con nữa này. Một con nữa các bạn. Cho vô. Oh. À, anh đây đang bò lên này, anh đây đang bò lên này. Tiếp tục đi kiếm ốc sên thôi. Wow, đây, đây, đây. Đây. Một con nữa. Wow, con này bự. Bự cho bá luôn. Quay quá, quay quá. Bỏ vô lại, bỏ vô lại. Wow. Quá chừng ốc sên luôn. Rồi, tiếp tục đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đây, trời. Bên đây tôi có con nào không? Quá rồi. Đây 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 đây. Thêm một con nữa. Wow. Bự quá trời bự. Ừ, con to ghê. Tuyệt vời luôn. Ừ. Đó vô đây luôn. Một con ốc đang bò này. Xuống 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 xuống. Xuống. Đó. Quá trời ốc luôn các bạn. Tiếp tục đi kiếm ốc sên thôi. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều ốc sên quá. Có trong đây có không? À đây. Đây 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 đây. Một con bự nữa, một con bự nữa. Wow. Quá bự luôn. Bự quá, bự quá, bự quá. Có trong đây có không? Quá trời bự luôn. Wow. Quá trời bự luôn các bạn. Bự quá bự, bự quá bự. Vô nhà luôn. Rồi, tiếp tục qua cái góc chuối bên này có không nha các bạn. Tiếp tục mình qua góc chuối bên đây. Ôi, đây. Wow. Quá trời to luôn. Ấp 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 ấp. Tuyệt vời. Con này bự, con này bự, con này bự. Ôi, trong kia có nữa, trong kia có nữa. Ê, vô đem lại bác, con đem lại có nữa. Wow, 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 wow. Con đây, con đây. Wow, con này có giỏ không? Con này không có giỏ, con này chết mất tiêu rồi. Con này chết mất rồi. Wow, chết mất rồi. Bỏ đây. Đây, con này đang bò này, con này đang bò này. Ồ, trời nước này. Wow. Quá trời ốc luôn, quá trời ốc luôn. Rồi nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Đi thôi, đi kiếm ốc thôi. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá các bạn không? Đây, rồi đây có không? Đây không có rồi. Đây, 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 trốn đây, trốn đây. Trốn đây rồi. Có rồi đây. Wow. Đây một con bự luôn. Bự luôn. Wow. Cho vô luôn. Nhiều ốc luôn. Wow. Quá trời ốc luôn. Rồi tiếp tục đi bắt ốc nha các bạn. Ốc nhiều quá. Ốc nhiều quá, tiếp tục đi bắt ốc thôi. Đây 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 đây. Đây. Wow.
Wow, ngay vô đây, wow, ngay chỗ xi chữ ché luôn, ngay xi chữ ché có một con ốc luôn. Wow, đây xi chữ ché đây. Con này bự. Wow, to quá. Ơi, trời ơi, xi chữ ché, nó xi từ đây luôn. Wow, xi đây hư rồi. Wow, xi hư rồi. Ô, ốc 1, 2, 3, 4 nhiều con mặt. Wow, tiếp tục đi thôi. Đi kiếm ốc thôi, coi có con nào núp ở đâu nha các bạn. Rồi, đây. Ồ, trốn. Wow. Wow, thêm con nữa thôi. Wow, bỏ vô luôn. Wow, nhiều quá. Đi thôi. Ốc quá chừng ốc luôn. Rồi, đây để mình đi kiếm khác nữa nha các bạn. Rồi. Đi, ốc quá trời ốc luôn. Wow, ốc nhiều quá. Đây. Ồ, con này, đây một con. Con này không có trụ cầu, con này chết mất rồi các bạn. Con chết mất đi rồi, thôi, bỏ vô. Rồi, đi bắt ốc thôi. Đi. Rồi, kiếm thử những con ốc thôi coi. Đâu mất tiêu, có con nào hết không? Đây. Một con nữa này các bạn, một con nữa này. Wow, con này nó đang bò này, con này đang bò này. Nó dữ à, cục của nó phân nó này nha các bạn. Đây. Con này cũng còn sống. Wow, to. Wow, xì nước ra này. Wow, kêu quá. Phân nó này. Rồi bỏ vô tiếp nha các bạn. Mình đi kiếm những con khác thôi. Ai nữa, quá nhiều luôn. Wow, con này cũng còn sống luôn nè các bạn. Con này còn sống luôn nè. Nhưng con này nhỏ. Mình sẽ đi kiếm con khác to hơn. Rồi, bỏ vào đây. Đó, được ba con rồi nha. Ba con rồi. Đi ơi. Đây nữa. Đây, trốn đây nữa nè. Trốn trong đây luôn. Mày á, phải. Con này cũng chết mất tiêu rồi. Con này chết mất rồi các bạn. Chết mất rồi. Bỏ vô luôn. 1 2 3 4 con rồi, 4 con rồi. 4 con rồi nha. Ngang cái xi đây, một con nữa nè. Rồi, đây. Đây. Đây bự luôn. Con này bự ghê. Rồi cho nó vô xi đây luôn nè. Con trốn xi nè. Con này vẫn còn sống nha các bạn. Nè. Thịt nó nè. Nó xì nước ra nè. Xì nước ra rồi. Bỏ vô luôn. 1 2 3 4 5 con. Tiếp tục đi kiếm nha. Mình đi kiếm tiếp nha. Kiếm tiếp các bạn. Đây, ốc nhiều quá. Đây. Con này nữa. Ôi. Con này chết mất tiêu ổng. Ồ. 1 2 3 4 5 6 con. Đây nữa. Con này còn sống nè. Đây con ốc gì nhỏ vậy? Đây không phải ốc sên. Đây con ốc gì nhỏ vậy ta? Bỏ vô luôn đi. Đi kiếm ốc thôi. Quá nhiều ốc rồi. Đây nữa nè. Khoảng đây. Con này cũng chết mất tiêu không? Chết mất không? Bỏ con này vô luôn. 1 2 3 4 5 rồi, nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá các bạn ơi. Khoảng đi kiếm tiếp thôi, đi kiếm tiếp nha. Kiếm tiếp. Đây. Trốn luôn đi đây. Đây. Con này cũng bự. Bự. Quá trời bự luôn. Con này còn sống nha. Ốc sên to ghê. Bỏ vô rồi. Tiếp tục đi kiếm ốc sên nha các bạn. Kiếm ốc thôi. Con đây. Trời ơi, con này sao vậy? Ngứa rồi. Vỏ không nào, con này ăn nó tiêu không?
con nào anh mắc con ốc sên nữa rồi, bỏ vô đây luôn. Đó, mới vô mà dĩa có ý phân này, ý phân này. Đó, ý phân này. Thôi, tiếp tục mình sẽ đi kiếm những chú ốc sên lớn luôn. Đây. Đó, con đây. Đó, vỏ không này, hả? Ốc này. Đó, con đây bể mất tiêu rồi. Đó, bể mất, bỏ vô luôn. Đi kiếm tiếp, đi kiếm tiếp ốc sên tiếp. Rồi, đây 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 đây. Ồ, một con đang bò luôn. Nè, nó có hai sừng ra nè. Nè. Ồ. Nó thấy hai sừng của nó nè. Đây, ồ, sừng nó đây nè. Ồ, bạn đây. Ồ. Đang bò đang ăn đất luôn. Rồi, dính luôn, con nữa luôn. Bò con này bự, ồ to. Con này khá to luôn. Ừ. Rồi vô. Ồ, nhiều anh em. 1 2 3 4 5 6 bao nhiêu quá rồi. Tiếp tục đi kiếm thôi. Đâu rầu ốc, đâu rầu ốc, đâu rầu. Đây đây rồi, con núp ngay đây. Đó, núp. Đây. Đó, con núp ngay đây đi. Đó, con này cũng còn sống luôn nha. Con này còn sống nè các bạn. Wow, đây. Ghê to, bự con này bự này, đó nhiều chưa? Bạn đó, đó bạn thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trò quá chừng luôn, nhiều quá. Đó, đây nữa, đó, đó thấy chưa? Bắt đầu nó được, chết mất tiêu ổng. Chết mất tiêu rồi. Đây, con đây. Đó, con đây còn nè. Con đây còn sống nhưng sao nó không bò đây. Con đây con ốc bưu này. Ốc bưu. Ô, quá chừng luôn, nhiều luôn. Tiếp tục đi kiếm ốc. Đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đi kiếm ốc sên. Qua thử đêm này thử có không? Đây. Bò này. Quá bự. Trời ơi, ốc sên bự luôn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Quá bự. Rồi nhiều chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Trời ơi, nhiều quá. Mấy đứa nhiều rồi. Thôi, coi đang có chuối có không? Một con luôn, nhiều quá. Rồi tiếp tục đi, đi kiếm ốc tiếp nha. Kiếm ốc tiếp. Đấy. Đây. Ồ, nó tính ăn cây đây luôn này. Con này tính ăn cây đây luôn này. Ồ, bắt đầu. Mày ha bưởi. Rồi rồi, đây. Trời ơi, hôm nay. Trời ơi, trẻ chất nhầy nhớt này. Ồ, ghê quá. Wow. Ồ, nè các bạn, nè. Đó, con sống nha các bạn. Đó, xì nước ra nè. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Ờ, quá vô. Đến thôi, có nhiều chưa? Quá trời ốc luôn. Quá trời ốc luôn các bạn ơi. Tiếp tục ta đi kiếm ốc thôi. Đây bông. Ờ, đang phải ăn ốc. Trái dừa thôi. Rồi, đi. Tiếp tục đi kiếm ốc nha các bạn. Kiếm ốc coi thử nó có trốn ở đâu không. Bên này có không? Có. Dính nữa rồi. Dính một con nữa rồi. Quá tuyệt vời. Thêm một con ốc nhân nhân. Rồi cái đây, vừa làm gì đây? Dưới đây làm gì đây các bạn? Rồi ốc đây. Wow, quá trời ốc luôn. Tính thử coi được mấy con nha. Một con này. Hai con này. Ba con này. Đồ quá. Bốn con này. Năm con này. Sáu con này. Con này nhỏ. Rồi sáu con. Bảy con. Tám con này. Chín con này. Mười con này. Mười một con này.
12 con này. Bỏ con này nữa 13 con. Nhiều quá rồi, 13 con rồi, nhiều rồi. Rồi, tiếp tục đi với cà phê. Wow, nhiều quá. Wow. Wow. Rồi, chào các bạn nha. Xe mình sẽ đi backup tiếp nha.